Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trường Sơn, chuyên review nhà bán chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong video ngày hôm nay, Trường Sơn xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà nằm trong hẻm 205 đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6. Hẻm trước nhà ha, rộng gần 3m. Trong này nó là hẻm cụt nha. Căn nhà hôm nay Trường Sơn giới thiệu là căn nhà này nè. Đó, 1-2 lầu ha. Đấy, phía trong này hẻm cụt ha. Đó. Đó, xem là con hẻm này dựng vào nhà này. Đó, cũng được 3m ha. Rồi thì căn nhà này có kích thước bề ngang là được 3m, dài là 8m, có nửa hậu nhà. Thì nhà kết cấu 1-2 lầu, có 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, 1 ban công, 1 sân thượng rất rộng. Căn nhà có hướng bắc đông bắc, tức là hướng chính bắc lệch qua đông bắc. Giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng hoàn công, chúng ta sẽ ký công chứng mua bán sang tên. Giá bán cho căn nhà này chỉ có 3 tỷ và còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Đấy, tuyệt vời chưa? Một căn nhà nhỏ xinh 2 lầu ở quận 6, giá dưới 3 tỷ, có sổ hồng riêng hoàn công nhé. Khu vực vệ sinh này. Có máy nước nóng ha. Thì trên 2 phòng ngủ sẽ có 2 cái máy lạnh nữa nhé. Hiện tại thì nhà đang trống nhé, sẵn sàng bàn giao nhà để cô chú anh chị mình vào luôn ha. Rồi, tiếp theo Trường Sơn mời cô chú anh chị chúng ta cùng lên lầu ha. Thì trên lầu 1 chúng ta sẽ có một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và phía trước có một ban công ha. Rồi, phòng ngủ đây cô chú anh chị có sẵn máy lạnh này. Bên đây là có quạt treo tường này, có cửa sổ ha. Đấy, phía trước là có ban công này. Đây ha, ban công trước nhà này cũng khá là rộng ha. Rồi, ok ha. Rồi, đây là có khu vệ sinh này. Đây ha. Khu vực vệ sinh ha, đầy đủ trang thiết bị nha. Có sẵn máy nước nóng này, Panasonic này. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng lên lầu 2 nhé. Thì trên lầu 2 chúng ta sẽ có một phòng ngủ ha. Thì phòng ngủ trên này cũng được gắn sẵn máy lạnh luôn nha. Đây, phòng ngủ ở trên lầu 2 đây, có sẵn máy lạnh này. Đó, ok ha. Có cửa sổ này, bên đây cũng cửa sổ ha. Thì trước này này có sân thượng nhé, sân thượng rất rộng này. Đây ha. Summer Square này, chung cư Summer Square ha. Xung quanh ha. Đấy, ok nha. Rồi, ok nha. Như vậy thì chúng ta đã vừa xem xong căn nhà này. Thì cô chú anh chị nào quan tâm có nhu cầu thì kết nối ngay với Trường Sơn để đi xem thực tế nhà này và giao dịch trực tiếp với chủ nhà luôn ha. Cô chú anh chị hãy liên hệ với Trường Sơn qua số điện thoại 0915 987 168. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian xem video này và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.